giới thiệu cho mọi người là cái dự án này, cái dự án khu dân cư Thái Sơn, thì tổng quy mô của cái dự án này là nó tầm khoảng là 40 hectare. Và sau này mình có xây dựng thì xây dựng một mẫu thôi, bởi vì ở đây là của dự án nên là xây dựng được một mẫu thôi. Một và mẫu là sao? Một cái mẫu nhà. À, một mẫu nhà. Dạ, thì dạ, bây dạ giờ là cái con đường này gọi là con đường trục shop house. Trục shop house này thì trục shop house này á là đường này, anh nó đi từ Nguyễn Hữu Thọ sang tới Lê Văn Lương luôn. Trong dự án thì nãy là đi từ Lê Văn Lương, đây là con đường trục shop house, trục shop house vừa bán vừa dân. Thì dự án tên là Thái Sơn, con đường thôi. Thái Sơn là tên chung là Thái Sơn. Còn này dự án gọi là dự án Thái Sơn của Bộ Quốc phòng. Dạ. Bởi vì nó là Thái Sơn là bởi vì công ty Thái Sơn và chủ đầu tư là Thái Sơn của Bộ Quốc phòng. Và hồi trước nó phân lô bán nền. À thì tổng quy mô của dự án này là 50 hectare, nhưng mà chỉ có một mẫu nhà lô đất loại đất duy nhất là 10 x 25 thôi. Nên ở đây là toàn bộ là 50 hectare luôn. Và ở đây là xây nhà phải xây thêm mẫu. Sau này là mình rất là đẹp, mình làm vào đây nó giống như toàn bộ miền Bắc ấy luôn. Nó không có nhà phố, nó không có lam nham hay là lỡ nhỡ gì hết. Và của anh mà lý do sao cái mật độ xây dựng còn thấp? À, mật độ xây dựng thấp bởi vì hồi trước giờ đó là cũng có do trục trặc pháp lý. Là hồi trước là Thái Sơn là bán cho cán bộ công nhân viên. Sau đó là không có lên thổ cư là được sử dụng á. Thì sau này là từ cán bộ công nhân viên bán cho tất cả là lại cho người dân mua. Thì cái đầu là sau một hồi tranh chấp kỹ thuật thì bắt đầu nhà nước giải quyết là được phép lên thổ cư và ra sổ hồng riêng. Thì bây giờ ra sổ hồng riêng và bây giờ duyệt cái mẫu nhà thì họ đã duyệt xong hết rồi, thì mới được phép xây là cuối năm vừa rồi đến bây giờ. Thì nên là vừa cuối năm vừa rồi thì hàng loạt căn là bây giờ là họ xây dựng. Và một vài người là họ rất là ngại xây 2 năm đây, là dự kiến sau qua năm sau á, qua năm sau thì họ sẽ xây lên rất là nhiều nữa, còn cuối năm thì họ xây 2 năm á, đây là qua năm sau họ xây lên rất là nhiều. Ở đây thì giá giờ những cái vị trí mà đường mình ở bên trong á, trên dưới 70 triệu, sâu sâu hơn nữa là trên dưới 60. Còn mặt tiền đường này là khoảng 125 triệu mỗi mét vuông, 125 đến 130 triệu. Căn gốc thì nó thường cao, với căn thường là 10 đến 15%, căn gốc nó cao hơn căn thường 10 đến 15%. Và từ tiền căn gốc nó diện tích nó lớn hơn căn thường một tí xíu. Ở đây thì cơ sở hạ tầng là mọi người như mọi người thấy là điện nước ong hết toàn bộ, rồi cây xanh ánh sáng là có đầy đủ ha, điện nước ong. Và nó nằm giữa hai trục đường Nguyễn Hữu Thọ và trục đường Lê Văn Lương. Nên là từ đây nếu mà về xét về di chuyển thì vị trí này nó gần hơn bên GS luôn. Là tới dự án này rồi mới đến GS. Và qua cái bên cái dừa xanh dưới bên kia tí xíu là GS, còn ở đây là dự án của Thái Sơn. Hồi nãy Nguyễn Văn Linh mình rẽ vô đây á, từ Nguyễn Tính, từ Nguyễn Linh vô đây khoảng bao xa? Từ Nguyễn Văn Linh vào đây tầm khoảng 600m. Đó là 700m thôi. Còn mà từ Nguyễn Văn Linh tới cái dự án kia cái khoảng hơn 1 cây số. Dạ, tương đối rất là gần. Hai cái này gần. Nói nhà bè cách thì không có gì đáng ngại. Nói nhà bè nhưng mà nó chỉ bằng bước chân thôi. Bước chân là 3 quận 7 thôi. Nói nhà bè nhưng mà có thể là gần hơn quận 7 ở những cái lốc chung cư kia kìa. Lốc chung cư kia vẫn là thuộc quận 7. Nên nó là đầu tư quận 7 thời điểm này là nó ok, bởi vì nó là còn vùng tỉnh không có bất động sản. Chưa có nhà đầu tư gọi là triển khai rầm rộ ở đây. Nên nó là chưa có gọi là làm giá thổi giá ở đây. Nên là cái giá ở đây là mình có thể đầu tư rất là tốt luôn.